Trí Nguyễn chào mọi người, hiện tại là Trí đang ở tháp Hòn Chuông, ngọn tháp thứ 8 mà Trí muốn giới thiệu ở với mọi người là tháp Chem ở Bình Định. Bình Định là có tất cả là 8 cụm tháp Chem, 8 cụm 14 tháp cho mọi người. Còn đây là tháp Chem thứ 8 là tháp Hòn Chuông, được xếp hạng di tích cấp quốc gia ngày 25 tháng 1 năm 1994 nha mọi người. Trí Nguyễn chào mọi người, hiện tại là Trí đang ở cụm tháp Chem thứ 8. Bình Định có tổng thể 8 cụm 14 tháp Chem nha mọi người. Người Chem được thành lập năm 1092 và kết thúc năm 1832 nha mọi người. Lịch sử Vương quốc Chem Ba được khôi phục trên 3 nguồn sử liệu chính. Các di tích gồm đền tháp được xây bằng gạch còn nguyên vẹn và cũng như đã bị phá hủy, và cả các công trình điêu khắc đá, các văn bản bằng tiếng Chem, tiếng Phạn trên các bia và bề mặt các công trình bằng đá, các sử sách Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, các văn bản ngoại giao và các văn bản liên quan khác. Lãnh thổ của người Chem Ba là từ miền Trung trở vào Nam nha mọi người, là từ Huế trở vào Nam. Và năm 982 là vua Lê Hoàn là tấn công Chem Ba. Năm 982 thì vua Lê Hoàn đã cho đánh Chem Ba và Chem Ba thất thủ và đã chuyển về hiện nay là trên đất Bình Định nha mọi người. Và người Chem Ba từ Mỹ Sơn, Quảng Nam chuyển về thành Cha là thành Phật Thể, là đó là thành Cha, là thành đầu tiên của người Chem Ba trên đất Bình Định nha mọi người, là tới thành Đồ Bàn. Năm 1307, vua Chế Măng đã hiến châu Ô và châu Lý để làm của hồi môn để cưới công chúa Hiền Trân, công chúa của nhà Trần nha mọi người. Là con gái của Trần Nhân Tông và là em gái của Trần Anh Tông, là châu Ô châu Lý là từ đèo Hải Vân Thừa Thiên Huế ra đến Quảng Trị nha mọi người, là châu Ô và châu Lý mà vua Chế Măng đã làm của hầu môn để cưới công chúa Hiền Trân. Và năm 1471, vua Lê Thánh Tông đã tấn công thành Đồ Bàn và lãnh thổ của người Chem Ba là từ Phú Yên vào Nam nha mọi người. Đến năm 1653, lãnh thổ của người Chem chỉ còn lại là Phan Rang, Phan Rí và Phan Thiết. Và đến năm 1832 là chính thức sáp nhập vào Việt Nam bởi vua Minh Mạng. Vua Minh Mạng lên ngôi là năm 1820, và năm 1832 là vua Minh Mạng sáp nhập lãnh thổ cuối cùng của người Chem Ba vào Đại Việt nha mọi người. Và danh từ Chem Ba được sử dụng năm 629, và văn bản Khmer được sử dụng danh từ Chem Ba là năm 657. Còn bên tài liệu mà bên Trung Quốc ghi chép lại là năm 877 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Trí, và Trí Nguyễn rất vui được gặp mọi người những video tiếp theo danh lam thắng cảnh của tỉnh Bình Định nha mọi người. Hôm nay là Trí với cô Hy, là Trí cô Hy đã đặt chân tới tháp Hòn Chuông nha mọi người. Gió rất là lớn nha mọi người. Hôm nay là Trí cho cô Hy coi trên cao đối diện với tháp Hòn Chuông để trải nghiệm sự hùng vĩ của tháp Hòn Chuông nha mọi người. Bí ẩn tháp Hòn Chuông qua năm thế kỷ bị lãng quên. Tháp Hòn Chuông nằm trên đỉnh ngọn núi Bà ở độ cao 800m, thuộc địa phận thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Phải chăng tháp Hòn Chuông là một ngôi tháp canh hoặc có một chức năng tôn giáo linh thiêng khác đặc biệt hơn những đền tháp khác, nên có hình dáng cấu trúc khác lạ và được ngự trên một vị trí khá đặc biệt, cao nhất, hiểm trở nhất trong lịch sử xây dựng đền tháp của Chem Ba?
Trí Nguyễn chào mọi người. Thì hôm nay thì Trí với cô Huy đồng hành lần thứ 3 để chinh phục tháp Hòn Chuông nha mọi người. Tháp Ngọn Chuông là tháp chem thứ 8, mà Bình Định là có 8 cụm 14 tháp nha mọi người. Còn tháp chem là cái tháp thứ 8 mà Trí giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay. Là đây là lần thứ 3, là Trí mới chinh phục lần thứ 3 để đến được trekking, để đến được tháp ngọn tháp chem 3 thứ 8 nha mọi người, là tháp Hòn Chuông được xếp hạng di tích cấp quốc gia ngày 25 tháng 1 năm 1994 nha mọi người. Thì đây, trước thì Trí giới thiệu với mọi người là trong cái tháp Hòn Chuông phần 1, mọi người thì Trí có chỉ dẫn cái hướng đi với mọi người. Nhưng mà trước là nghe cái chỗ dựng xe đây mọi người, cái điểm dựng xe đây mọi người. Thì thay vì Trí quẹo qua phía tay trái, thì hôm nay là cái đường, nếu mà đúng đường mà anh Hoàng Nam với mọi người đã đi, là Nhân Gà Vlog đã đi với mọi người, là nghe điểm dừng xe là Trí trước là Trí quẹo qua phía tay trái, nhưng mà nghe chỗ dừng xe đó mọi người đi thẳng lên luôn đường quẹo trái cho mọi người. Thì đi thẳng lên là mới đúng đường mọi người. Thì một cái đường đây, đây mọi người là cái chỗ dừng xe nè, là mọi người phía lơi sau lưng Trí đây, là từ cái điểm dừng xe mọi người là mọi người đi thẳng một đường lên là gặp cái cục đá hòn đá Hoàng Trầm mà anh Nhân Gà Vlog đã thử thách trèo lên cái ngọn đá Trầm ấy mọi người. Thì đây là từ cái nghe chỗ dựng xe là mọi người đi thẳng lên cái phía trên nha mọi người, chứ mọi người không có quẹo trái như cái đường Trí chỉ dẫn nha. Thì ngày hôm nay là lần thứ 3 Trí với cô Hy là chinh phục cái tháp Hòn Chuông để quay cho mọi người xem rõ hơn về cái cụm tháp Hòn Chuông, cái cụm tháp thứ 8 ở Bình Định mà Trí giới thiệu đến mọi người. Đây mọi người, mình lên thì phía trên là mình sẽ thấy hòn đá mà anh Nhân Gà Vlog đã leo nha mọi người. Đây mọi người, thì anh em Trí tiếp tục cuộc hành trình đi chinh phục tháp Hòn Chuông. Đây là hành trình phần 2 nha mọi người. Thì bữa nay có các vệ sĩ của Trí là Bí Nhật Hy, Bí Thanh Hằng với cô Tấn, các chiến binh của Trí đang ngồi nghỉ mẹ cha mọi người. Thời tiết hôm nay mát mẻ nhưng mà khá là nóng. Bí Hằng mới đưa ra chỉ thị là thâu về. Bữa nay Bí Nhật Hy với Bí Thanh Hằng với bạn mọi giá là phải được đi tới tháp Hòn Chuông để cho cô Hy với Bí Hằng biết tháp Hòn Chuông nha mọi người. Đây là bên trong viên đá mọi người nè, đã nứt theo tự nhiên. Đây chỉ cùng mọi người khám phá xem là cái khi đá này nó như thế nào mọi người. Nó vừa cho một người chui vô mọi người. Không chui vô được không nè. Trên này cũng có một lỗ chuông nè. Hello, mình thấy cái chân anh nhậu ấy. Đây. Đây là từ trong khi đá nhìn ra. Có khi nào bị nứt. Cái viên đá này nó nứt được chia làm ba nha mọi người. Đây, nó được chia làm 3 phần mà có thể vừa cho một người chung qua luôn. Đấy, đây là viên đá nó được chia làm 3 mà theo tự nhiên mà vẫn đứng vững theo thời gian nha mọi người. Đây, đây là 3 khối đá đã tách rời nhau và vẫn đứng vững theo thời gian. Đây là khung cảnh mà Trí nhìn xuống
không tranh danh xã Cát Tài nha mọi người. Còn phía xa xa là xã Mỹ Tài của huyện Phù Mỹ nha mọi người. Đây là xã Mỹ Tài của huyện Phù Mỹ nha mọi người. Nhìn từ cái viên đá từ xã Mỹ Tài ta có thể nhìn thấy tháp Hòn Chuông nha mọi người. Giờ đang trời chuyển mưa lớn mọi người, thì Trí đang ở trên viên đá thì anh em tranh thủ trưa trái cây mọi người. Đây trái cây anh em tranh thủ à, bánh bía, bột, cam. Từ cái viên đá đây mọi người, thì cái đường mà lên tháp Hòn Chuông mọi người nhìn nè, mây mưa tầm tã luôn, mây mưa đen luôn. Mà Trí với anh em ngồi ăn rồi xong anh em mình lấy sức rồi đi tìm thế nào mưa bịt mù luôn. Đó là cái đường lên tháp Hòn Chuông nha mọi người. Đây mây mù đen kín luôn mọi người. Rồi bây giờ đám mưa tới chỗ anh em Trí rồi, tạm thời anh Trí em Trí là quyết định vô cái khi đá này để tránh mưa. Thì đây mọi người, hiện tại thì Trí đang ở trong khi đá mà Trí tính là đi ở thôn Chánh Thắng xã Cát Thành, là đi mình trải nghiệm cái đường máu mọi người. Nhưng mà ở bên đó là mình chỉ có mình không có cái đường mòn đi lên, là chỉ bên bên thôn Chánh Danh xã Cất Tài thì nó mới có một cái đường đi lên mọi người. Chứ tính là đi đường bên thôn Chánh Thắng ở xã Cất Thành, ở bên đó là nó có một cái suối nước lạnh dài 3 cây số nha mọi người, và một cái khi suối nước kéo là ở lưng chừng núi. Và trong đó một cái suối nước nén rất là tuyệt vời ở chỗ mọi người, là được người dân xây, nó cũng có một cái dự án là năm 2008 và hoàn thành 2011, nhưng mà hiện giờ vẫn còn dang dở nha mọi người. Mà Trí muốn đi ở cái đường ở bên thôn Chánh Thắng á, xã Cát Thành, để review cho mọi người xem là cái suối nước nén và cái suối nước lạnh, để cho mọi người biết cái suối nước nén rất tuyệt vời mọi người. Thì suối cái khi suối nước nén đó là trên 40 độ C thì mọi người muốn tắm lúc nào được khỏi cần pha với nước lạnh mọi người. Thì cái khi suối nước nén đó thì ở giữa lưng chừng núi mà có một cái người dân xây cái hồ để tắm mọi người. Nhưng mà rất tuyệt vời ở chỗ á là khi mọi người xả nước nén mà nó dâng lên đầy cái hồ đó thì mọi người tắm xong và xả lại, thì cái suối nước nén đó là sẽ dâng nước lên mọi người, thì sẽ đầy cái hồ đó và mọi người thoải mái tắm mà nước vẫn sạch sẽ mọi người, chứ nó không có bị độc hay là này kia. Đó là mọi người ghé thôn Chánh Thắng xã Cát Thành thì mọi người nhớ ghé trải nghiệm cái suối nước nóng nha mọi người. Trí quyết định đi lại đường cũ mọi người, nhưng mà có một cái sự lựa chọn để đi theo đường cũ thì Trí quyết định đi theo đường mới mà đi thẳng lên rải đào của người dân phá bỏ. Thì Trí đi đúng cái đường mà cái khi đá mà hiện tại Trí đang ngồi trú mưa đây mọi người. Thì Trí hy vọng là cái phần 2 ngày hôm nay là anh em Trí chỉ đến được cái tháp Hòn Chuông. Hiện giờ anh em Trí đang trú mưa mọi người, mưa đang rất là lớn luôn. Đó anh em mà Trí đang ngầu ở trong kia đá đây mọi người. Này Trí chờ hết mưa là Trí sẽ vay cái kia đá này cho mọi người xem mọi người. Đây kia đá là nó nằm ở phía trên này mọi người. Hả? Hiện giờ anh mưa im Trí là đang chờ hết cơn mưa.
để mình tiếp tục cái chinh phục cái cuộc hành trình. Đây. Và bí hành cô Hy đang ở phía sau trái nha mọi người. Dạ là trí đi đường Đại Lạc. Đúng đường rồi mọi người. Bởi vì cái đường mà mới tên mà trí chỉ mọi người mèo hoàng á là sẽ thấy dễ hơn. Đây. Và tháp bằng chuông đã hiện ra trước mắt mọi người. Gần hơn cái đường bên kia mà trí đã đi. Thì ngày nay là cho trí cho bí hành đi theo trải nghiệm như cô Hy để biết trải nghiệm tháp Hòn Chuông như thế nào nha mọi người. Đi cái đường này đầu tiên thì trí đi nó dốc hơn, nhưng mà bây giờ trí thấy cái đường nó bằng phẳng hơn, đi dễ hơn. Và mình nhìn đi trên đường thì mình nhìn được tháp Hòn Chuông. Đi bữa nay thì có trí có tới 3
vệ sĩ, thì chắc cũng vệ sĩ của Trí cũng tương đương với vệ sĩ của Kim Cương Giót Định nha mọi người. Đây ba vệ sĩ của Trí Nguyễn đây, bí Nhật Hy, bí Thanh Hàn và cô Tấn. Hồi bữa Trí đi sai đường vẽ qua trái mọi người, còn bây giờ mình vẽ qua phải thì mình thấy nhẹ nhàng hơn. Đây là mình xuống dốc nha mọi người. Nói chung mình đi cái đường này thì nó nhẹ nhàng hơn. Đây là các chuyên binh của Trí cho mọi người, để trải nghiệm, để biết cái tháp Hòn Chuông như thế nào. Đây, đây là cái con đường mà anh em trải nghiệm đây. Đây, đây là những anh em của Trí để trải nghiệm tháp Hòn Chuông nha mọi người. Đây những chiến binh của Trí nha mọi người. Đây những chiến binh của Trí ngày hôm nay. Cô Tấn thấy cái nào một cái làng bám vô kêu con. Đây là đường bằng, có nghĩa là phấn khởi hơn nha mọi người. Đây mọi người, thì hôm nay là Trí đi đúng đường nên là có thể thoải mái hơn mọi người. Cái hàng hồi nãy mới lên thâu chiến binh áo trắng kìa, biết hàng kìa, thâu về được lên khỏi trái đào thâu về mọi người. Hai đường ấy cái cha động Phan Tấn thấy cho nó chặn lại nè. Ui cha, vậy là Trí gặp hai đường mọi người, thì anh em Trí lại gặp hai đường mọi người, quyết định anh em đi phía tay phải. Quên phía tay phải, xem là phía tay trái nó có đúng đường không nha mọi người. Chứ lần này đi anh em đi lụi theo định hướng, theo cảm giác chứ không dùng lay cam để định hướng đường. Còn lúc trước là Trí phải nhờ lay cam để định hướng mọi người. Thì anh em Trí đi thẳng xuống này đường thì có một con suối nha mọi người. Thì anh em Trí không biết là đúng đường hay không, thì Trí cũng mong là đúng đường. Rồi anh em tiếp tục cái chuyến hành trình phần 2 để đến được cái tháp Hòn Chuông. Đây một vệ sĩ áo trắng mới khởi đầu là thâu đi về cậu hai. Nay bằng phẳng nó thoải mái, anh em mình dễ đi hơn. Bữa anh em mình đi cái đường gì đâu mà dốc không à. Anh em ngày hôm nay là có vẻ là phấn khởi hơn mọi người, chân không có còn nặng như lúc trước nữa, đi bữa nay như gió luôn. Ủa hai đường ấy, ủa sao bữa nay đường nhiều dữ vậy. Anh em Trí quyết định đi theo đường bên trái nữa, thứ hai đường ngã tỉ là Trí gặp đi đường ra là hai đường ngã tỉ cho mọi người. Ủa gì hai đường nữa hả? Bi hàng bữa nay có, bây giờ sao có khí thế đi chạy luôn ấy, không về nữa ấy. Bi hàng bây giờ phấn khởi hơn mọi người, đi lên đường bằng thoải mái chạy luôn, không về nữa. Vậy là cái đường đây là bữa nối ra cái chỗ mà anh em mình lúc mà 3 giờ này, phải không? Ủa không thấy luôn ý. Chứ cha đúng đường không vậy? Hy vọng là anh em Trí sẽ đúng đường nha mọi người. Đâu con ra? Sao mày?
Ở chỗ chừng núi kia anh thấy có một cái viên đá. Phía tay phải kia là hình thù nó giống như là một cái đâu? Cái công trình gì sai sao đâu? Ở phía trước kìa. Trước mặt hề trí không biết là cái công trình gì mọi người. Cái này không biết là đá tự nhiên hay là do con người xây dựng. Đây, cô Huy chọn cái góc này dẹp ra con cua mọi người. Đó. Đây con cua đây. Một phần đang phải cua đá không? Đây. Đây là cua đá nha mọi người. Thao thả rồi tức. Thả cho đi. Thả đập. Hết lên vậy. Đập nó xuống. Nó chạy mất rồi. Thả đập. Bây giờ thì anh em cũng đang mất phương hướng mọi người. Đang một cái lùm cây rất là đẹp luôn. Cũng chưa xác định được cái đúng đường hay không. Đây. Một con đường tương đối là mát mẻ mà ngày nay trời có mưa nha mọi người. Nhưng anh em là vẫn quyết định đi luôn. Nhiều thì ăn nhiều. Nên anh em mình trí cũng phải đến được cái tháp Hoàng Chuông. Mà bây giờ là 12 giờ rồi. Anh em trí vẫn đang di chuyển trên cái đường đi. Hồi nãy xuất phát là cũng 10 giờ luôn mọi người. Hồi nãy 9 giờ 52 phải không Tấn? 9 giờ 52 phút không? Bây giờ là 12 giờ. Thì anh em trí nghỉ ngơi trên cái viên đá mọi người. Giờ anh em trí và tiếp tục cái cuộc hành trình. Là mong rằng là cái đường này nó sẽ đúng. Chỉ đến được cái tháp Hoàng Chuông. Đang cua mọi người. Đi vào trải nghiệm trí gẹp cua núi. Đây anh chạy anh trốn này. Đây mọi người thì phía trước con đường là tháp Hoàng Chuông. Đây các chiến binh của trí đã thấy được cái tháp Hoàng Chuông nha mọi người. Đây tháp Hoàng Chuông đã hiện ra trước mắt. Đây anh em trí thì cuối cùng cũng đi gần tới nơi tháp Hồng Chuông nha mọi người. Đây có hoa trang rừng, hoa rừng cũng đẹp nha mọi người. Đây và lên gạt một con đường đất rất là ok mọi người, bằng phẳng rất sạch sẽ để mà mình đi trải nghiệm đón gió cái con đường để mà lên tháp Hoàng Chuông. Đây giờ các chiến binh của trí có sức chạy như gió rồi. Ủa hai ba đường ấy, ba đường một đường bên đây thôi mình. Ủa ủa sao tới hai ba đường vậy? Gọi là ngã tư luôn mọi người. Đây, mình quyết định đi thẳng này. Đây quyết định đi thẳng mọi người, ngã tư mọi người. Nếu lộn đường đi ngược trở lại mọi người. Ngày hôm nay mà trời mưa thì trí quan quyết định đi nha mọi người. Có đánh dấu không? Thôi anh đi, mình cứ đi lên đi. Là anh em là phải đi là phải tới nào luôn nha mọi người. Thì bây giờ đã 12:41 rồi. Là anh em trí vẫn đang trên đường đi. Đây mọi người. Thì trí đã bước chân lên cái đồng, một cái đồng cỏ và sim. Một cái không gian rất là thoáng đãng, trong lành mà anh em trí đã cố gắng đã vượt qua để đến được cái tháp Hoàng Chuông mọi người. Đây và tháp Hoàng Chuông đã hiện ra trước mắt mọi người.
Đây mà Trí đi từ bây giờ 12 giờ 41 phút rồi. Thì anh em Trí mới tới từ 10 giờ. Bây giờ là 12 giờ 41 phút, 45 phút. Đây mọi người. Thì anh em cũng đã đến được tháp Phần Chuông mọi người. Mà anh em Trí đã trải nghiệm đi từ 10 giờ. Bây giờ là đã 1 giờ rồi mọi người. Là anh em mình đây. Đây tháp Hòn Chuông. Nước luôn mà. Đây sim. Nước cũng ngọt. Ngọt mà. Mình đấy. Có leo. Đây là bữa nay là Trí đi cùng với ba vệ sĩ của Trí Nghĩa nhân mọi người. Thì đây mọi người, thì Trí và Bi Nhật Hy thì cũng đến được thám Hòn Chuông. Nhưng mà trúng trời mưa và sương mù nó bao kín hết. Mà Trí không biết là có quay được lại cam không. Đây là khi đá đây mọi người. Thì bây giờ đã là 1 giờ 17 phút là anh em Trí làm mới đặt chân lên cái tháp Hòn Chuông nha mọi người. Đỡ nói mày nó bao phủ. Mày mờ phủ sợ cái sợ. Mày mịt mù luôn mọi người. Còn cái viên đá mà để xây tháp Hòn Chuông nó to hơn Trí nghĩ nha mọi người. Trước mặt Trí mà Trí đứng mình nhớ mấy người kia trèo lên được ấy. Trước mặt Trí, còn phía trước đây mà Trí không thấy gì luôn mọi người. Đây lẽ mà nhìn qua cái được cái tháp Hòn Chuông nè. Trí không thấy gì luôn á. Nè, thấy được đất cây không kìa. Qua đây. Qua đây hả? Thì giờ đáo diện Hòn Chuông có của Hòn Nam ấy, có dây kiểu như thang ấy, rồi thấy trèo lên rồi. Ủa cái này có đường đi không? Biết. Coi thử có đường đi không con. Đây thì không có lên bên kia được. Đây là của hết đường rồi biết hẹn. Hết đường rồi. Dạ, hình như còn hết đường rồi. Đấy, đường bên kia này. Vậy là hết đường rồi nha mọi người. Thì bây giờ mai bắt đầu tan ra rồi nha mọi người. Ở đây. Đây là phía trước mặt Trí là một cái giống như một cái thung lũng mọi người. Mà giống như ở trên trời mà trên thiên đường nhìn xuống á. Đây, tháp Hòn Chuông đã hiện ra trước mắt cô Trí. Và hiện giờ là Trí đang đứng cái viên đá bên đối diện của tháp Hòn Chuông. Rồi đây. Những ghi hẹn cô Hy và anh Tấn đã đặt chân được tới tháp Hòn Chuông nha mọi người. Tại phía trước đây. Cảnh này mây đẹp vậy. Giống một thung lũng. Chụp không được. Mắc cái gì không quê cậu? Mắc cái sao ta? Quê gió không kìa. Quê gió mắc cậu. Xem người ta mới ái thả ra xuống. Ừ, người có cái dây leo trèo. Đây mọi người. Thì Trí đang đứng ngầu đấu chuyện với tháp Hòn Chuông luôn nha mọi người. Cái một khối đá mà trước mặt Trí nó rất là lớn và khổng lồ nha mọi người. Thì có bài viết là độ cao của viên đá là cao 49 mét. Cũng có bài viết là độ cao của viên đá mà khi mà xây tháp Hòn Chuông này là cao 100 mét. Thì theo Trí mà một viên đá nó rất là rộng lớn và khổng lồ. Tầm nhìn rất là lớn luôn. Và ngày hôm nay thì Trí đã đặt chân đến tháp Hòn Chuông. Nhưng mà mây mù quá dữ dội mọi người. Nên là Trí chờ mây để tan á. Để có thể lấy được những thước phim.
Đây lá cờ thì đã bị gió ngẫu, gió thổi ngã mọi người. Sương mù rất là lớn mọi người ơi. Trí Nguyễn chào mọi người, hiện tại là Trí đang ở trên tháp Hòn Chuông. Tháp Hòn Chuông là cụm tháp thứ 8 mà Trí muốn giới thiệu đến mọi người. Thì hiện tại là gió rất là mạnh mọi người. Đây là lần thứ 2 Trí đặt chân đến tháp Hòn Chuông. Mà nghe lần thứ nhất á, thì Trí đi là mây mù nó che phủ mọi người. Còn bây giờ là gió rất là mạnh. Là hiện giờ là Trí đang ngồi đối diện với tháp Hòn Chuông. Còn ở Bình Định là có 8 cụm, 14 tháp nha mọi người. Đây là cụm tháp Chem thứ 8 mà Trí muốn giới thiệu với mọi người. Mà tháp Chem thứ 8 này là nằm ở độ cao là 800 m so với mặt nước biển, và là tháp Chem cao nhất ở Việt Nam nha mọi người. Và nước Chem 3 được thành lập năm 1992 và kết thúc năm 1832 nha mọi người. Thì trải qua nhiều cái thăng trầm và biến động theo cái thời gian, theo nhiều thế kỷ. Thì theo sử sách được ghi nhận là lãnh thổ của người Chem Ba là từ miền Trung vào Việt Nam, là từ Thừa Thiên Huế trở vào Nam cho mọi người. Là năm 982 là vua Lê Hoàng cho sang chiếm đánh thành Chem Ba. Sau khi đánh chiếm Chem Ba thì người Chem Ba là lùi vương quốc vào lãnh thổ Bình Định ngày nay nha mọi người. Là năm 1000 là người Chem Ba là di chuyển vào đất Bình Định ngày nay, là thành trước tiên là thành Cha, là gọi là Phật Thể mọi người, sau là thành Đồ Bàn. Và đến năm 1307 vua Chế Măng hiến hai châu Âu và châu Lý để cưới Hiền Trân công chúa của nhà Trần nha mọi người, là con gái của Trần Nhân Tông và là em gái của Trần Anh Tông, là hiến hai châu Âu và châu Lý làm của hồi môn để cưới công chúa Hiền Trân, là từ đèo Hải Vân Thừa Thiên Huế là ra đến Quảng Trị nha mọi người. Và năm 1471 vua Lê Thánh Tông cho đánh chiếm thành Đồ Bàn, và sau khi phá hủy thành Đồ Bàn thì lãnh thổ của người Chem Ba là chỉ từ Phú Yên là vào Nam nha mọi người. Là năm 1653 thì lãnh thổ chỉ còn là Phan Rang, Phan Rí và Phan Thiết nha mọi người. Và đến năm 1832 thì lãnh thổ cuối cùng của người Chem Ba là được vua Minh Mạng sắp nhập vào Việt Nam nha mọi người. Vua Minh Mạng là lên ngôi là 1820, và đến năm 1832 thì sắp nhập lãnh thổ cuối cùng của người Chem Ba vào đất nước Việt Nam luôn nha mọi người. Tiếng danh từ Chem Ba được sử dụng năm 629, và trong văn bản của người Khmer thì là 657. Còn danh từ trong lịch sử của người Trung Quốc thì được sử dụng năm 877 cho mọi người. Lịch sử vương quốc Chem Ba được khôi phục dựa trên 3 nguồn sử liệu chính. Di tích gồm các đền tháp được xây bằng gạch còn nguyên vẹn và cũng như đã bị phá hủy, và cả các đền tháp được điêu khắc bằng đá. Các văn bản bằng tiếng Chem, tiếng Phạn trên các bia và các bề mặt của các công trình bằng đá. Các sử sách của Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan và các văn bản ngoại giao và các văn bản liên quan khác. Đây là cái cụm tháp thứ 8.
trên đất Bình Định mà Trí muốn giới thiệu đến mọi người về tháp Chăm Pa ở Bình Định và Thành Đồ Bàn. Thì hiện tại là gió đang rất là lớn nha mọi người. Thì tháp Chăm Pa là có nhiều cái giả thiết được đưa ra là đây là tháp canh nghiêng về quân sự hay là tôn giáo nha mọi người. Bởi vì trong thế kỷ ở Mỹ Sơn trước khi Vương quốc người Chăm Pa là các quốc gia là có Hồ Tôn, Lâm Ấp, Toàn Vương, Chiêm Thành và Thượng Thành nha mọi người. Là anh em thế kỷ thứ năm thì vua Chăm Pa là đã có thờ thần Shiva và Vishnu và linh vật là Linga và Yoni nha mọi người. Đó là tôn giáo. Còn tháp, tất cả các cụm tháp trên đất Bình Định hiện giờ là đều có ghi chép lại, nhưng riêng ngôi tháp Hòn Chuông này thì không có một cái tài liệu nào để ghi chép về cái tháp Hòn Chuông này mọi người. Đây là có nhiều giả thiết được đưa ra là tháp Hòn Chuông này thuộc về tháp canh hay là tôn giáo, mà đến nay là vẫn chưa có câu trả lời quyết định cho mọi người. Là hôm nay là Trí giới thiệu với mọi người về ngôi tháp thứ 8 ở đất Bình Định, cho mọi người biết về ngôi tháp thứ 8 ở Bình Định nha mọi người. Với một cái tầm nhìn rất là rộng lớn nha mọi người. Đây, tháp Hòn Chuông là phía đông là một bờ biển là với tầm nhìn là trải dài, là với cửa biển Đề Ghi và dòng sông La Tinh là trải dài vào huyện Phù Mỹ nha mọi người. Đây còn nhìn về phía phía bắc thì đây là huyện Phù Mỹ với đồng bằng sông La Tinh và xã Mỹ Tài của huyện Phù Mỹ. Còn nhìn về phía tây thì bưởi chi khất bưởi núi Chốc Vung nha mọi người. Còn nhìn về phía tây nam thì đây là Thành Đồ Bàn nha mọi người. Trung tâm văn hóa chính trị của Thành Đồ Bàn gồm các đền tháp thành quách của người Chăm Pa, Jehovah. Và đây nhìn về hướng đông nam thì đầm Thị Nại, và với tầm nhìn mà bao quát rộng lớn như thế thì đã suy đoán rằng là cái tháp Chăm Pa này là có chức năng về quân sự hay là tôn giáo nha mọi người. Nhưng mà theo Trí nghĩ là thường thường là các ngọn tháp chăm của người Chăm Pa là xây mặt hướng về phương đông nha mọi người, là hướng của thần linh. Mà ở dưới xung quanh mà theo Trí ghi nhận mọi người, đất là được màu mỡ là rất là, mà theo Trí nghĩ là trước đây là có những người làng đã sống dưới xung quanh của cái ngôi tháp Hòn Chuông này nha mọi người. Bởi vì Trí theo Trí dự đoán là có thể là có những người làng đã sống ở đây, đã từng tồn tại của người Chăm Pa đã có sống ở trên vùng đất này và tháp Hòn Chuông. Là đây là ngọn tháp thứ 8 mà Trí giới thiệu đến mọi người. Là Trí nghĩ là trước đây là có ngôi làng đã có sự sống của người Chăm Pa ở gần tháp Hòn Chuông này. Hiện tại là gió rất là lớn nha mọi người. Thì đây là cô Huy lần đầu tiên được trải nghiệm mà để ngôi tháp chăm. Mà cảm giác trèo đây thì cô Huy là hơi sợ nha mọi người. Để ngầu đấu diện với một cái tháp Hòn Chuông như thế này thì ước tính là có là độ cao của tháp Hòn Chuông này thì là 49 mét, mà chiều nói là có chiều dài là 100 mét, thì tôi nghĩ là 100 mét là hướng độ sâu ở phía bên này cho mọi người 100 mét. Nhưng mà theo tôi nghĩ này, tháp Hòn Chuông này ai có gan là cái dám trèo mọi người. Bởi vì tháp Hòn Chuông này là cái viên đá nó khổng lồ và nó thẳng đứng, cho nên là những người có kinh nghiệm leo núi thì mình mới trèo được.
chứ còn những người không có kinh nghiệm và không có cái tổ chức đứng ra tổ chức thì tôi nghĩ không nên mạo hiểm trèo lên nha mọi người, rất là nguy hiểm. Ngày xưa theo tôi nghĩ là người Chăm Pa xây cái ngôi tháp này mọi người là có giàn giáo để lên, với một cái vương quốc Chăm Pa mà phát triển mạnh như vậy thì theo tôi nghĩ là chỉ có mà bắt giàn giáo để lên xây cái tháp thôi. Đây là tháp Chăm Pa nha mọi người. Còn bây giờ thì gió rất lớn mọi người. Hiện tại thì Trí chưa có ba lai cam được, chưa bởi vì gió nó rất mạnh mà nó thổi muốn ba đi luôn. Là cô Hy là bữa nay là Trí cho trèo lên viên đá này để tận mắt thấy được cái viên đá của tháp Hồng Chuông nha mọi người. Đây là viên đá của tháp Hồng Chuông. Trí gọi thằng đá mọi người. Viên đá này khổng lồ mà nó rất là hùng vĩ mọi người. Hiện giờ là Trí ngồi đối diện với cái tháp Hồng Chuông này đã 2 giờ rồi mọi người. Mà bây giờ tới nơi rồi thì rất khó khăn là Trí chưa quay được những thước phim lai cam. Mà bây giờ đã hơn 2 giờ rồi mọi người. Dãy núi Bà là một quần thể núi hùng vĩ gồm 66 ngọn, gần như nằm trọn trong địa phận Hiền Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tại dãy núi này có một hòn đá rất lớn sừng sững vượt hẳn các ngọn khác xung quanh. Nó có hình trụ trong xa khá giống quả chuông nên được gọi là hòn chuông. Chưa hết, trên đỉnh của nó còn một khối nhỏ hơn như một cái nấm chuông. Về tổng thể, núi này cao hơn các ngọn núi còn lại nên được người xưa coi là chủ sơn và đặt tên là Phô Trinh Đại Sơn. Cái nấm chuông của ngọn Phô Trinh Đại Sơn này chính là một ngọn tháp Chăm cũ. Nhưng kỳ lạ thay, trong suốt quá trình xâm lược đất Việt hơn 100 năm, không hề có một nhà nghiên cứu người Pháp nào về văn hóa Chăm, tháp Chăm đề cập đến nó trong các văn bản, thư tịch. Mặc dù tất cả các tháp, cụm tháp, bia ký Chăm tại Bình Định đều đã được các nhà nghiên cứu Pháp điều tra, nghiên cứu khá kỹ lưỡng, toàn diện đến mức đặt tên luôn cho tháp như tháp Bánh Ít là tháp Bạc, tháp Phu Lóc là tháp Vàng, thậm chí một số lượng phù điêu linh vật của nhiều tháp Chăm cũng được họ kỳ công siêu tập, rồi tháo dỡ, đem gói công phu, vận chuyển về trưng bày tại một số bảo tàng tặng bên Pháp. Nhưng hầu hết các tài liệu, công trình nghiên cứu về văn hóa, khảo cổ, dân tộc hẹp về người Chăm cũng không có một dòng chữ nào đề cập đến ngôi tháp đã góp phần làm nên cái tên Hoàng Chuông Dân Giả. Những năm 1970-1980, một số thanh niên khỏe mạnh và liều lĩnh nhất từ các xã xung quanh núi Bà như các Tiến, các Thành, các Tài, mà chủ yếu là người ở thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, đã mang rựa, mang cuốc, lội rừng đến Hoàng Chuông, mang đổi đời, với ước mơ tìm được Hoàng Hời. Cách gọi của người dân về các truyền thuyết khi tìm được Hoàng từ các tháp hay mộ Chăm. Hoàng đâu không thấy, cũng chẳng thấy ai đổi đời, nhưng câu chuyện về ngôi tháp Chăm bí ẩn dần dần được nhiều người biết đến hơn. Năm 1993, khi tiến hành đợt khảo sát các di tích lịch sử cách mạng về căn cứ của tỉnh ủy Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ, tháp Hoàng Chuông lần đầu tiên được đề cập chính thức trong một văn bản của chính quyền cấp tỉnh. Với vị trí được xây dựng trên đỉnh núi cao và không có ngọn núi lớn nào chi chắn trước mặt, nên tầm nhìn của ngôi tháp Hoàng Chuông là cực kỳ rộng lớn. Từ ngôi tháp nhìn về phía đông là đường bờ biển dài, phía bắc là đồng bằng Phù Mỹ được bồi đắp bởi dòng sông La Tinh chảy ngang qua, phía đông bắc thấy được cửa biển Đề Ghi từ đây vào đầm nước ngọt, ngược dòng sông La Tinh đi sâu vào khu vực nội địa. Phía đông nam có thể nhìn thấy khu vực đầm Thị Nại có các nhánh sông Côn đổ ra, đây được xem là cửa ra vào chính bằng đường thủy của khu vực Vijaya. Còn nhìn về phía tây nam, khu vực đồng bằng An Nhơn hiện ra trước mắt,
Nơi đây chính là trung tâm chính trị, tôn giáo của Vương quốc Champa từ thế kỷ thứ 10-15. Với hệ thống thành vách, đền tháp và phế tích tập trung phần lớn tại khu vực này. Riêng khu vực phía Tây, do có núi chốc vung chắn ngang nên tầm nhìn bị chi khuất. Và chính bởi địa thế như vậy nên từ gần bờ biển cho đến nhiều vị trí khác nhau ở khu vực đồng bằng của tỉnh Bình Định, đặc biệt từ kinh đô Chà Bàng nhìn về hướng đông, vẫn thấy rõ tảng đá Hòn Chuông nhô ra khỏi dãy núi Bà. Như vậy, vấn đề cần được lý giải thêm là với tầm nhìn bao quát như vậy, liệu tháp Hòn Chuông có bao gồm thêm chức năng về quân sự? Phải chăng tháp Hòn Chuông là một ngôi tháp canh hay có một chức năng tôn giáo linh thiêng khác đặc biệt hơn những đền tháp khác, nên có hình dáng cấu trúc khác lạ và được ngự trên một vị trí khá đặc biệt, cao nhất, hiểm trở nhất trong lịch sử xây dựng đền tháp của Champa. Thế nhưng, đáng tiếc là cho đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm thấy một tư liệu lịch sử hoặc truyền thuyết liên quan đến ngôi tháp Hòn Chuông độc đáo này.
giờ trí ngầu đây gió rất là lớn mọi người. Hoa nở rất là đẹp luôn. Gió rất là lớn nha mọi người. Thì giờ anh em Trí đang về mọi người. Thì đi hôm nay là trời tương đối là mưa. Bây giờ đã 3 giờ rưỡi rồi.